Ở chỗ mình tặng quà của tôi khánh ơi. Quang cảm ơn bà Thọ Đố đang gửi quà cho Quang. Con chúc bà thờ gia đình thờ nhà sức khỏe luôn thành công cho công việc ạ. Cảm ơn mà giúp bà ấy thôi. Bà thọ cảm ơn nhờ. Cảm ơn bác Thọ Đố rất nhiều. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn bác Thọ Đố là... Đây, ông là không biết nói rồi. Đã gửi quà cho mình. Vậy có cho ông với bà. Ừ, cảm ơn con lúc là nấu. Cảm ơn là má hợp. Tôi chào các bác Thọ Đố. Mới ra đây còn nhiều. Cho về tôi cũng mừng lắm rồi. Thế lắm. Tôi xin cảm ơn các bác, các chị. Con thay mặt chú và ông bà, con chúc bà và nhiều. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều. Đây ai là người cầm tiền đi mua khăn quà? Hả? Ai là người cầm tiền đi mua khăn quà? Này ra đây. Ra đây. Nhớ là mua khăn quà là mua 5 cái là chia cho lại 5 bạn nhé. Nhá, đây. Rồi. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu Quân xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho hai anh em xin gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả cô bác, anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bác Thảo Đỗ có gửi cho cháu Lực là 12 suất quà cô bác ạ. Và 12 suất quà đấy thì là gửi cho ai thì một tí nữa xin mời các bác cùng đi vào và theo dõi video và cùng cháu Lực với lại em Quân đi trao 12 phần quà đấy cô bác nhá. Những cái phần quà này thì là hiện tại cháu Lực đã để ra hết vào túi mọi cái rồi cô bác ạ. Cháu Lực sẽ bỏ cho các bác xem một chút về cái phần quà mà hôm nay đi gửi thì bên trong sẽ là gồm những cái gì cô bác nhá. Có vẻ như là xem cái túi nào mở dễ dễ Quân. Xem túi nào mà mở dễ thì là bỏ ra cho xem. Bỏ ra cho tất cả các bác là cùng là xem. Mở được chưa? Chứ không mở được thì đây. Mở được đúng không? Đây thì sẽ gồm là có cả cá của bác nhé. Cá thì có 4 loại cá này. Có cá cơm này và thêm là cá dài dài nữa. Cháu nó không biết, không nhớ tên rồi. Thêm là cá chỉ vàng nữa, là có 4 loại cá. Và trong này thì có gồm là có 2 gói bánh này. Và thêm là cũng là 2 gói bánh này. Thêm là một gói muối trắng. Gói muối này là gói đặc sản ở dưới vùng quê của bác Thảo Đố các bác nhé. Và cộng thêm đó thì có là 2 chai phúng xí này các bác này. Thêm là 2 hộp mì tôm nữa. Thêm là... Ôi, Quân nhà lên cho anh. 4 lon cá hộp này. Và 2 gói xúc xích. Cộng thêm là 1 gói Aji ngon với lại thêm là bột ngọt. Thêm là 2 cái chai dầu gió, dầu Phật Linh nữa các bác. Đấy. Đấy gồm là tất cả 12 cái phần quà này thì là đều có như vậy hết các bác nhá. Bây giờ thì những cái phần quà này thì là chắc là cũng đi phải đi quanh quanh ở trong cái chỗ mà cháu Lực đang ở hiện tại thôi các bác ạ. Đến một tí nữa mà đi gửi những phần quà nào cho hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ ghi hình lên cô bác ạ. Còn cái của em Quân thì là sẽ để đây luôn Quân nhá. Đây, ở đây thì bây giờ anh là gửi cho Quân với lại thêm có thêm một suất nữa là suất chú bánh nữa kìa, bánh nữa. Bánh nữa. Đấy. Đấy. Có 2 cái túi bóng ở đây. Thêm một hộp cá này nữa đây, đừng để quên. Đấy, buộc lại. Đấy, có một cái phần quà là đây, quà
đây là của chú mà hôm nọ là cho Quân là mượn trâu nhá. Đấy, đây phần quà này là của chú nhá. Còn cái phần quà này là của em nhá. Đấy, bây giờ thì em cất hai cái phần quà lên đi đã. Đấy, xong thì ra đây. Đấy, hiện tại thì còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 8 cái phần quà này thì là một tí xin mời các bác cùng cháu Lực với lại em Quân đi chào các bác. Ở đây thì bác cũng có gửi cả cho cháu Lực với lại cả cho em cameraman nữa. Và ở đây thì có một suất quà là bác cũng dành tặng cho là bố mẹ cháu Lực đang ở nhà nữa. Đấy, Quân thì thay mặt là ông bà với lại chú là cảm ơn tới bác Thảo Đố nhé. Vâng ạ. Con thay mặt chú và ông bà, con chúc bà và nhiều, con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều. Đấy, bác Thảo Đố thì chắc là không có xa lạ gì với em Quân nữa. Và trong đó thì là bác còn để mà chia kẹo ra cho bác còn dư một chút. Trong sau cháu Lực thì có các bạn nhỏ, hình như là cháu Lực chia cho các bạn nhỏ luôn. Có ai ăn kẹo không? Hả? Ai ăn kẹo không? À, có ăn bánh không? Có. Có à? Thế ai ăn bánh ra đây? Ra đây chú cho đây. Ra đây. Ra đây. Ở trọ cháu Lực thì ở đây bên này có một cái phòng ấy không có ai ở cô bác. Thành ra là các bạn nhỏ cứ chiều tối tối ra đây chơi thôi. Cũng vừa là bắt mạng nữa. Có ăn kẹo không? Ra đây. Nếu mà ai không ăn thì không gian đâu đâu. Ra đây. Đây. Đấy. Khăn quàng rách hết rồi à? Hả? À? Bạn này hầu lớp mấy rồi? Học lớp 5. Học lớp 5 rồi à? Ở nhà ở đâu? Nhà ở trên kia. Trên Hô Sán à? Vâng. À, thế là mấy bạn nhỏ là ở trên Hô Sán thôi. Thế là khăn quàng này là bây giờ là mua thì bao tiền? 3.000. Mua là 3.000 à? Mua là 3.000 à? Thế hai bạn nhỏ kia ra đây nữa. Ra đây nữa. Khăn quàng này thì xé đi một nửa rồi à? Vâng. Bạn nhỏ kia ra đây. Ra đây, hai bạn nhỏ kia ra đây. Có vẻ như là nhìn thấy anh Quân cầm cho anh khăn quàng của các bạn thì hầu như là bị hỏng hết rồi. Ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Khăn quàng này thì là cũng bị rách rồi à? Vâng. Chia làm đôi rồi à? Ôi dồi, 3.000 thế là bây giờ bạn này có phải đeo khăn quàng không? Có. Thấy khăn quàng đâu? Có khăn quàng không? Không có. Không có à? Mất rồi. Mất rồi á? Ồ, bố mẹ không mua cho à? Hay là lấy tiền đi ăn kẹo rồi? Không trả lời à? Bạn này học lớp mấy rồi? Lớp 5 đúng không? Lớp 3. Lớp 3 à? 1, 2, 3, 4, 5. Khăn quàng thì mua ở đâu? Mua ở bên kia à? Nào ra đây, cho chú hỏi. Bên này là con của nhà chú của em Sử của bác ạ. Thế là bây giờ 5 bạn đúng không? Chú đưa tiền cho đi mua khăn quàng mới nhá. Là 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi cái là 3.000 à? 3, 5 là 15. Mỗi cái là 3.000 đúng không? Thế là chú đưa cho 15.000 thì một tí nữa là đi mua khăn quàng chia cho nhau nhá. 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 15. Còn tiền lẻ không nhỉ? Để em lấy tiền lẻ đó. Đây ai là người cầm tiền đi mua khăn quàng? Hả? Ai là người cầm tiền đi mua khăn quàng? Này ra đây. Đây. Nhớ là mua khăn quàng là mua 5 cái là chia cho lại 5 bạn nhé. Nhá, đây. Rồi. Đây chú cho bánh này. Bánh nha, chia cho các bạn nhỏ bên kia ăn nhá. Đây có 3 gói đi chia nhau ăn nhá. Đấy, không được là mỗi người một gói đâu nhá. Chia nhau nhá. Rồi. Đấy, chiều thì đi học nhá. Đấy, bây giờ thì sẽ để những cái phần quà đấy ra vào trong hộp đó cô bác để mà chở đi đó. Có lẽ là thước phim hôm nay thì mấy anh em sẽ phải di chuyển khá là nhiều đấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Quân là bỏ vào trong nhá. Đấy. Em Quân thì vừa chở một quà ra nhà của em Sử trước rồi cô bác ạ. Đấy, còn đây là phần quà của em Khánh, của bé Khánh cô bác. Không biết là này đi vào thì có gặp ông với bà ở nhà không các bác? Thì đấy Châu là không đấy ở rồi. À có vẻ nhìn từ xa thì thấy bà với lại bé Khánh ở. Vừa đi lại còn vừa sợ đúng không các bác ạ? Nhà của em với Khánh thì có chó rất là nhiều, có hai con chó rất là ghê.
Chú dân như thế nào má? Chú dân như thế nào? Khách mà nông khảo mà. À, nay bây giờ tôi khách rồi mẹ nó. Ồ. Nông khảo, tôi nay mà má. Tạm má. Ừ. Nông khảo má, yêu làm quay chứ con ạ. Có một bạn nhỏ thì đang không có mặc quần các bác. Bảo là đi về nhà mặc quần á. Thì quay mới được chứ không là tí sợ là bị vi phạm cái chính sách ở trên YouTube đấy các bác. Anh nhìn ở ngoài thì nhà ngôi nhà của bé Khánh với lại ông bà ở đấy các bác cũng tất cả là hoàn toàn là làm bằng trình tường hết thôi. Khánh nề mà tạm á. Một cái tí đấy. Bé Khánh thì có vẻ như là đang ngủ rồi cô bác ạ. Quất tóc tắm á dân chưa? Quất tóc đây. Ồ, thế là có một mình bà là ở nhà thôi cô bác ạ. À, này bóng ở bác qua mà hờ tắm á hả? Đấy. Dũng à, mi ra Dũng thảo đỗ rủ tê rủ nước ngoài vậy rồi. Đấy, ba cậu ở chứ ạ. Đấy, đây, tắm á. Nắc vào thôi tạm á. Bắt cháu ấy. Bà gửi cảm ơn bóng cắm hồ. Bắt cháu mình tặng quà của tục khánh ơi. Vừa rồi bà nói là xin cảm ơn bác tặng quà cho bé Khánh nhưng mà nay lên để cái này liệu và sao sao yếu thổ hốc này ở thì bà này hả? Thì bà gặp bà xô chứ, bà này bà đi hại. Thì đi mình cứ lo mình bánh rồi. Bà này lán tốt bay ơ. Làm một chín lắm à. Cháu lực còn đi gửi thêm những phần quà khác nữa cô bác cho nên là không có ở lại được lâu ở lại thăm bé Khánh cũng như là trao quà thôi. Bé Khánh thì đang ngủ rồi. Bây giờ cháu được sẽ di chuyển ra nhà của em xử đã. Đấy đi. Thế vừa rồi thì di chuyển từ trên nhà của bé Khánh là ra đây rồi cô bác. Tại vì là nhà bé Khánh là ở đầu tiên cháu mà về đến nhà của em xử. Vậy quần thì hôm nay là em ấy ở nhà là không có gì để làm nữa các bác. Cho nên là cháu Lực mới gọi em ấy là đi cùng cháu Lực. Không biết là đi xuống là có gặp em Sử ở nhà nó không ấy. Đi đường này luôn đi. Thời tiết nắng nóng như này thì chắc là Sử thì cũng ở nhà thôi. Nếu mà để mà đi làm ấy thì chắc là chỉ có đi lấy củi thôi cô bác ạ. Sử ơi. Xe ở đâu? Chắc là trong nhà đâu. Sử ơi. À đây. Nhà không Sử ơi? Có à? À, thế là đang ngồi đây thôi. Sử không đi làm gì à? Rồi anh chào Sử nhá. Ông đi đâu vậy? Ông ở nhà. Ông ở nhà? Ông ngủ à? Ông không ngủ không? Hay là ở nhà dưới? Ông ở nhà dưới. Ông ở nhà dưới à? Hôm nay thì anh với lại Quân đem phần quà của bác Thảo Đỗ là gửi cho em với lại ông nữa nhá. Phần quà này thì ở trong là sẽ gồm là bánh kẹo nữa này, mì tôm này, xong là cả mì chính nữa, gì ngon nữa nhá. Hôm nay thì anh đi gửi là khá là nhiều phần quà, cho nên là gửi cái phần quà cho em xong thì chắc là anh cũng sẽ lại di chuyển đi là chỗ khác. Đấy, em thì vừa rồi nãy anh điện ấy thì em không lấy máy thì sợ rằng là em có việc gì để làm ấy, không đi cùng anh được. Em gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đỗ nhá. Quang cảm ơn bà Thọ Đố đang gửi quà cho Quang. Con chúc bà thờ gia đình thờ nhà sức khỏe luôn thành công cho công việc ạ. Đây còn là những cái cá này thì là một tí em để vào trong tủ lạnh nhá. Hay để vào trong tủ mát cũng được này. Còn là bánh kẹo với lại mấy cái đồ này kia thì mình để ngoài cũng được. Có một có lon có 4 lon cá thì là cũng để trong tủ cũng được nhá. Cái Hải là đi học rồi à? Vâng.
Thế là một mình là xử với lại ông ở nhà thôi. Vâng. Ngày hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui của bác ạ, khi mà nhận được phần quà của bác Thảo Đố. Và ở đây thì bác cũng có gửi cho em Quân với lại cho cả cháu Lực nữa, cả là bố mẹ cháu Lực ở nhà nữa, cả em cameraman nữa. Thì cháu Lực cũng xin thay mặt em cameraman với lại bố mẹ cháu Lực ở nhà, cộng thêm là phần quà cháu Lực nữa, xin cảm ơn bác Thảo Đố rất là nhiều. Phần quà này thì là bác là gửi từ dưới quê của bác lên. Đấy, hôm qua thì bác có bảo anh là chia ra túi bóng, là chia cho mỗi người là một ít. Ở đây thì có cả cá nữa, có cả cá. Cá này thì là không cần phải là gọi là mình chỉ cần là rửa qua là được rồi. Vâng. Tại vì là người ta chế biến rất là sạch rồi. Vâng. Đấy, bây giờ thì chiều đây thì Sử có đi đâu làm gì không chiều ấy? Có. Chiều đây có à? Vâng. Thế thì hôm nay thì anh đi vào nhà Sử một lúc thôi, gửi cái phần quà này cho em xong thì anh cũng lại đi xuống nhà của em Cương nữa. Vâng. Đấy, xong là thêm những hoàn cảnh mà anh đang đi chia sẻ nữa để gửi nốt cái phần quà của bác Thảo Đố cho. Vâng. Đấy, bác Thảo Đố thì cũng phải nói là rất là quý những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ của bác ạ. Ở đây thì không phải là bác gửi một lần này nữa đâu cô bác, mà gửi rất là nhiều lần rồi. Đấy, bây giờ thì Sử ở nhà nhá. Vâng. Xong rồi một tí nữa Sử cất cái này đi nhá. Vâng. Thế bây giờ thì anh cũng lại đi xuống đấy cô. Em đi nhá. Đường xa xôi quá cho nên là chắc là cháu Lực xin phép là đến gần những cái đến nhà hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ ghi hình lên sau của bác ạ. Cái cung đường đi thì cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Sau một cái thời gian di chuyển thì bây giờ hai anh em lại đến gần chỗ mà trước đây cháu Lực lên nhà em Cương hay để xe ở trên này cô bác. Hiện tại thì có vẻ như là đang là 12 giờ trưa cho nên là các bạn nhỏ đi học đang ngủ rồi. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như khá là nắng nóng đấy. Quân thì lần sau đi thì mặc áo dây tay vào nhá. Quân thì đã lên nhà anh Cương bao giờ chưa nhỉ? Em đi rồi. Đi rồi đúng không? Ừ. Hầu như là hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ thì cũng được là khi mà các em biết đến nhau thì gọi là tạo dựng cho mình một mối quan hệ cũng như là anh em, cũng như là làm bạn bè chẳng hạn. Hôm nay lên thì không biết là có gặp em Cương với lại bà ở nhà đấy không cô bác. Em Cương thì chưa có chia sẻ với cháu Lực rằng là bây giờ thì em ấy đi làm và lấy tiền để mà lo cái phần khoản lãi ngân hàng của em ấy. Trước kia thì em có một cái ước mơ là sửa lại cái ngôi nhà đấy cô bác. Lúc đấy thì được bên xã người ta hỗ trợ là 40 triệu và cũng được kênh của cháu Lực hỗ trợ là 40 triệu nữa, là đủ thực hiện cái ước mơ nhỏ nhỏ của em ấy rồi. Thì gọi là để bỏ đi trên đôi vai của Cương là một cái gánh nặng về cái ngôi nhà, để cho ông, để cho bà ở nhà là an tâm hơn. Khi mà cháu Lực lên chia sẻ thì cũng được là các bác yêu quý để mà giúp đỡ cho em Cương. Đây thì có vẻ như là thấy nhà cô này nuôi khá là nhiều ông này các bác này. Cái ông này thì là
đi bắt ở rừng về xong là đặt thế thôi, xong là kệ là nó đi đâu lấy phấn hoa về thì cũng kệ nó. Anh Quân là trước lên nhà anh Cương là làm gì nhỉ? Bắt cây à? Tại vì là trong khoảng thời gian lâu quá rồi, cháu Lực cũng cũng gọi là quên mất. Ui. Thằn lằn nó ra tắm nắng luôn các bác, cứ tưởng là rắn. Giật mình luôn. Hôm nay lên thì thứ nhất là gửi phần quà cho em Cương cùng với lại bà. Thứ hai thì thăm lại cái hoàn cảnh của em Cương sau khi mà được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Hôm nay thì có vẻ như là em Cương đi mua vịt về đây của bác này để mà nuôi. Nào vịt thì có vẻ như là không có nước để mà thải ra, thành ra là nó kết tủa rất là bẩn. Ui, kìa có một cái biển số xe 23G1 1141. Hãy ở ngoài nhìn vào thì thấy là Cương cũng đi mua thêm gạch để mà làm nhà rồi. Dương Giản Nãi ơi, mày à? À, bà là ở nhà là Cương Dương Giản Nãi. Cương Dương Giản Nãi. Kéo căng á? Ở đang chỉ liên này nè. Ôi, bác chỉ liên á. Có vẻ như là bà là đang nấu đang cơm rồi các bác. Tay đây cơm mày chỉ bắn nát cơ. Bây giờ sắc hay đớn luôn. Sắc đớn á? Ừ, đấy. Còn gầy trên mà có củ căng chỉ vắn thêm cho má vắn thêm tôm tổ bác ấy. Thế là Cương đi làm rồi các bác ạ, đi làm bảo là lấy tiền về để cho bà để mà thuê người làm ruộng này, làm mà nương này các bác. Vắn này là má liệu và qua mà hơi nái phân thì hôm nay lên già rồi thảo đỗ rồi nó ngoài bài riêng mà hơi nái họ đi lên mi để mi tôm lo, mi để mi chính lo, mi thường lo nái à? Ờ, để tao mi chụp bà lo, để chụp bà xô nái. Cũng ăn gì của tao nái rồi nè. Còn hở cái hở vị trí kê máy nữa. Vậy được kê máy nữa. Nãy thì bán đây đâu bạn. Ở bạn bà xôi bà đi hai đấy bán nè. Sau một cái thời gian mà di chuyển thì lên trên nhà của em Cương của bác thì không có gặp em Cương ở nhà. Em Cương thì đang hiện tại là đang đi làm rồi. Cương thì đâu các này? Hấp văn giòn chứ chứ. Ý hiện xuống lòng phải dò ấy bảy à lít đi theo cho con gái này ta điền nghiệp tàu xuống đây ít mình sẽ điền nghiệp không nhiều nữa. Thế là bà cũng không biết là em Cương là đi làm công việc gì của bác, chỉ biết là Cương là đi làm thôi. Và Cương thì cũng có trước khi đi làm ấy nói với bà rằng là để mà đi làm là đem tiền về cho bà, thứ nhất là cho bà gọi là thuê người để làm, và thứ hai thì chắc là Cương cũng đi làm để mà lo cái phần gọi là cái tiền ngân hàng của bác. Hiện tại thì em Cương vẫn còn nợ ngân hàng là một khoản cũng khá là lớn của bác ạ, là 25 triệu đồng, và trong đó thì là mỗi tháng là Cương lại phải đóng cái tiền lãi hàng tháng nữa của bác ạ. Nãy hạ cầm cảm ơn bóng cắm một không phần hai phần đông đi cắm này cắm đây ngào tay thật đẹp đấy. Cắm cầm mà giúp bà ấy thô, bà thô cảm ơn nhờ. Cơ cái thô cảm có năng bởi rú. Sao này ní? Cơ cảm cái thô giúp bà ta cơ cái thô cảm ơn nhờ. Này làm ạ. Đấy, vừa rồi là những cái lời cảm ơn mà bà gửi bằng tiếng nùng tới thứ nhất là bác Thảo Đố, và thứ hai thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì được tất cả các
quý Mạnh Thường Quân là giúp đỡ tới em Cương. Đấy thì bây giờ chắc là cháu Lực ở lại chơi với lại bà thêm một chút nữa. Cháu Lực lại tiếp tục là di chuyển đi xuống cái nhà của các em nữa để mà gửi nốt cái phần quà mà bác Thảo Đố gửi tặng tới cho các em cũng như là các ông bà nữa cô bác. Sau một cái thời gian di chuyển thì cháu Đức lại với em Quân là lên tới nhà của em Hưng rồi cô bác. Như Quân thì có biết là nhà của em Hưng không? Có. À, Hưng thì là hơn tuổi rồi cô bác. Em Quân thì năm nay là mới được có 14 tuổi thôi. Chỉ vài tháng nữa thì mới được 15 tuổi cô bác ạ. Thế Quân là biết anh Hưng rồi à? Vâng ạ. Nhưng mà biết lâu hay là mới biết? Em cũng biết lâu rồi. Biết lâu rồi à? Vâng ạ. À. Không biết là hôm nay lên thì có em Hưng ở nhà không cô bác ạ? Thời tiết thì khá là nắng nóng. Chắc cháu Lực nghĩ rằng là nếu mà em không ở nhà thì đi chỗ khác để mà đi làm thuê hay là làm cái gì thôi. Ok, có vẻ như là giống em Hưng rồi cô bác. Không biết là Hưng đi đâu về đấy. Hưng là đi đâu về đấy Hưng? Đi hộ làm về à? Là đi làm về cái gì? Làm về xới đất ngô. À, là đi vun ngô đúng không? Vâng. À, chứ không phải là xới đất cho ngô đúng không? Vâng. Xới đất cho ngô có vẻ như là từ vun ngô thì em không biết, em chỉ biết là xới đất cho ngô thôi. Hôm nay thì anh lại ra vay Hưng. Vâng. Đấy, đồng thời thì anh cũng có một cái phần quà gửi tới cho em Hưng. Thế thì bây giờ Quân là cầm lên nhà nhá. Đi. Hãy dẫn anh, dẫn em Quân với lại cả thêm là anh nữa là vào nhà. Thế là đi làm cho nhà nào ở dưới kia? Đi làm cho nhà chú dưới kia. Nhà chú dưới kia à? Đi từ sáng rồi à? Vâng. Thế em đi làm như thế thì đã ăn cơm chưa? Vừa ăn rồi. Vừa ăn rồi à? Vâng. Thế là vừa rồi là lên nhà là về làm cái gì? Hay là được nghỉ rồi? Được nghỉ. Nghỉ rồi à? Hôm nữa mới đi làm. À, là chiều lại tiếp tục đi à? Vâng. À. Ngồi vào... trong nhà thì có vẻ như là trên này thì hầu như là không có gì để mình che đấy cô bác. Và rất là nắng nóng luôn. Anh em mình ngồi xuống một tí đi. Ôi sao ở trong này có nhiều lá cây rơi vào thế? Hôm nọ mưa, gió. Hôm nọ mưa? Vâng. Ôi dồi ôi, đây này cô bác này. Mưa nó rơi đổ hết cả cái lá cây này. Lại thêm là những cái cây cỏ dại nữa bay hết vào trong nhà luôn. Thế đi Hưng là đi làm thuê làm gì? Em đi làm thuê. Làm thuê. Ôi dồi, cô bác này có lẽ chắc là vừa mới ăn cơm xong sao ấy. Toát hết cả mồ hôi rồi. Ở trong nhà của em Hưng thì những cái đồ điện tử như máy quạt ấy, thì cũng không có. Cho nên là khi mà anh em vào ngồi thì rất là nóng. Hôm nay thì anh lại đem cho Hưng là một cái phần quà nữa nhá. Ở đây thì là gồm là có cá này thì là để mà khi nào em ăn cơm ấy thì là rửa qua xong là dán nó lên nhá. Đấy, cá thì gồm có 4 loại cá và thêm là từ cái này thì anh có vẻ như là anh vừa buộc vào. Cái này là kẹo nhá. Kẹo này thì là em để lên trên bàn thờ đi đây. Để lên trên bàn thờ. À bố đi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có đọc được một số cái bình luận mà các bác nói rằng là khi mà lấy kẹo lên trên bàn thờ đấy thì là thắp hương ấy thì là theo như cái phong tục của người Nùng ấy là không có được thắp hương của bác, phải không, phải điều đấy không? Vâng ạ. Đấy là như là ngày nào thì mới được thắp hương? Ngày rằm. Ngày rằm thì mới được thắp hương đúng không? Đấy, còn đây là hai cái hộp mì tôm nhá. Hai cái hộp mì tôm này thì lúc nào mà em đói thì là không cần phải bỏ bát đâu nhá. Cần bóc ra, xong là bóc ra, xong là bóc gia vị đó để nước nóng vào là ăn được rồi. Đấy. Còn cái này là xúc xích này. Xúc xích thì là khi nào mà em đói, em đi làm ấy thì em cầm theo nhá. Em đói thì là em ăn nhá. Đấy. Còn cái này là cái nước tương để mà lúc nào mà ăn cơm ấy. Vâng. Chỉ là cho vào hay là em dùng để mà chấm thức ăn cũng được nhá. Vâng. Đấy. Còn cái này là lọ cá nhá. Cái này là lọ cá thì là
À, lúc nào mà em ăn ấy thì là em hấp lên cho nó nóng rồi thì để mà ăn nhá. Vâng. Đấy, là bỏ cái nắp trên này bật vẫn như kiểu là bật nắp nước ngọt nữa nhá. Còn là cái này là dùng để nấu canh này, bột aji ngon này, cái này là bột mì chính này, đấy, cái này là muối này, muối trắng này. Cái muối này thì là bác Thảo Đố có nói với cháu Lực là đặc sản ở miền quê của bác ấy. Đấy. Và cái này đấy, cộng thêm là cái hai cái lọ rau gió này thì lúc nào mà em cảm thấy là bị chỗ nào mỏi thì là nhấc vào nhá. Nếu kiểu bị ốm thì nhấc vào so bên hai bên thái dương nhá. Đấy, anh gửi em này. Đấy, ở đây thì là thưa cô bác ạ, em Hưng thì những cái đồ này thì em ấy chưa có từng ăn qua bao giờ, cho nên là cháu Lực phải là bỏ ra từng cái món đồ một và chỉ dạy cho em ấy. Đấy, Hưng thì có thấy vui không khi mà nhận được những cái món quà mà mình chưa bao giờ mà nhìn thấy? Em có. Có à? Ừ. Đấy, những cái gói mì chính, muối thì là Quân có thể nhìn thấy. Còn là cá biển này thì là Quân là chưa bao giờ nhìn, Hưng là chưa bao giờ nhìn đâu. Ừ. Hôm nay thì cháu Lực cũng nhận được phần quà của bác Thảo Đố của bác. Cũng gọi là bác cũng nói với cháu Lực rằng là khi là lúc nào mà đi vào hoàn cảnh nào thì cầm vào thôi luôn. Đấy, nhưng mà cái nhà của các em ấy, thì là cũng ở cách cháu Lực là nó chỉ vòng vòng thôi, đi đâu đó là tầm sáng nay thì cháu Lực lúc mà cháu Lực bắt đầu là đi là lúc 10 giờ 50, bây giờ thì đã được 1 giờ 50 rồi. Đấy, đi là được 3 tiếng và còn thêm là những cái phần quà của người khác nữa. Xong là cháu Lực lại tiếp tục là đi cô bác. Đấy, Hưng thì gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố nhé. Cháu Hưng cảm ơn bác Thảo Đố rất nhiều, chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Đấy, toát hết cả mồ hôi rồi. Thế mà nếu mà buổi đêm thì làm sao mà ngủ được, nóng như này ấy. Đi tắm xong mới ngủ. Đi tắm xong mới ngủ à? Vâng. Ôi dồi, cô bác này rất là thương, cô bác nhìn vào trong con mặt ấy. Em ấy vừa đi làm về, toát hết cả mồ hôi, cả mồ hôi hột rồi. Thế đi làm thì không đội mũ đi à? Vâng. Mũ hôm nọ là chưa mua mũ đúng không? Vâng. Xem là có mũ nào ấy thì xin các chú là đội mũ vào nhá. Vâng. Chứ không nhìn như vậy là nắng là tối là bị ốm đấy. Đấy. Thế còn bây giờ thì Hưng một tí là Hưng lại đi hộ người khác để mà vun đúng không? Vâng. Đấy là mình đi làm thuê à? Vâng. À. Đây ở đây thì hôm nọ có cháu Lực cũng có đọc được một cái bình luận, có một bác ở trên kênh nói rằng là có lúc thì em Hưng nói là 110.000, xong có lúc lại nói 400.000 của bác về cái khoản đấy. Cháu Lực xin được nhắc lại thêm một lần nữa các bác nhá. Cái khoản là tiền lãi 400.000 là em vay ở chỗ nào? Trước là bố em vay ở ngoài. Vay ở ngoài đúng không? Ừ. Còn là lãi là 110.000 là lãi ở chỗ nào? Ngân hàng. Ngân hàng đúng không? Ừ. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng đã nghe em Hưng vừa trả lời lại các bác, trả lời lại có một bác bình luận ở trên kênh đấy. Thì rất là mong là khi mà bác theo dõi được những thước phim của cháu Lực ấy thì không nên là tua. Nếu mà như bác xem tua là bác không có hiểu từ câu chuyện đầu cho đến đến cuối đâu các bác. Có thể là ở đầu nó là một câu chuyện khác, nhưng mà đến giữa nó lại một câu chuyện khác, và đến cuối nó lại một cái câu chuyện khác nữa các bác. Thì rất là mong các bác khi theo dõi được những phim của cháu Đức đăng tải lên thì xin các bác theo dõi từ đầu đến cuối, rồi các bác hãy đưa ra cái bình luận các bác nhá, và đưa ra những cái ý kiến của các bác nhá. Đấy, bây giờ thì Hưng là cất những cái đồ này đi nhá. Nhớ là cái này là mì, là đổ chỉ cần đổ nước nóng và là ăn được thôi nhá. Đấy, còn cá này thì là để chiên lên nhá. Đấy, bây giờ thì Hưng đi giúp người khác rồi, thì giúp đi làm thuê rồi. Anh sẽ lại tiếp tục là anh di chuyển, anh đi về và anh trao những phần quà của bác Thảo tới cho những hoàn cảnh khác nữa. Đấy, Hưng thì có biết là anh em Quân không? Có ạ. Có à? Ừ. Hưng là hơn tuổi là em Quân thì có bác. Đấy, em Hưng thì là lớn tuổi hơn là em Quân một chút của bác ạ. Có thể là nhìn trong hai anh em thì Hưng thì là béo hơn, còn Quân thì là gầy hơn và cao hơn của bác ạ. Cùng chung nhau là một số phận là cả bố cả mẹ là không còn nữa. Rất là tội cho hai em của bác. Đấy, bây giờ thì hai anh em biết nhau rồi thì nếu mà sau này mà có chuyện gì đấy thì lúc đấy thì Hưng có điện thoại thì có thể là điện cho Quân nhá. Hưng thì hiện tại là vẫn chưa có điện thoại đâu cô bác ạ. Vẫn chưa có điện thoại để mà liên lạc cho ai cả. Nếu mà liên lạc thì toàn nhờ là các bác hàng xóm thôi. Đấy, bây giờ thì Hưng cất đồ này đi nhá. Rồi anh xin phép là anh lại di chuyển là lên trên kia. Hưng gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông bà nhá. Cháu Hưng chào tạm biệt các ông các bà. Rồi.
Vậy thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực cùng với lại em Quân thì lại tiếp tục lên đến chỗ nhà của hai ông cụ biệt lập rồi. Vừa rồi thì di chuyển từ dưới nhà của em Hưng lên. Hoàn cảnh của ông cụ thì em Quân cũng vào với cháu Lực khá là nhiều lần rồi các bác. Hôm nay thì cháu Lực xin nhắc lại thêm một lần nữa các bác nhá. Hôm nay thì em Quân em ở nhà thì không có làm gì, thành ra là đi cùng cháu Lực luôn. Dê của ông thì là hiện tại là ông buộc ở đây của bác đây. Con dê này là dê đực hay dê cái nhỉ? Con này con dê đực này. Con dê đực thì có vẻ như là lớn rất là nhanh được của bác. Dê cái thì ở bên này. Đấy. Đó này Pù. Đây là con gì đây ông? Con gà con dê này. Làm dân làm có 15 con, 16 con, bây giờ có 7 con. Có 7 con à? Thế là mất hay là như nào không? Là... Không, con gì ăn đấy ông? Con gì ăn à? Không thấy con gì ăn. Nhưng mà thế là mất đi đâu hết rồi ông? Đi đâu hết? Đi đâu không biết à? Ừ. Có vẻ như là vào trong rừng. Rừng nó lớn quá các bác, thành ra là gạo bị ông là bị lạc mất đi đâu là bây giờ là 15 con, lạc mất đi đâu là 8 con rồi các bác. Ông thì tay của ông thì đã khỏi chưa? Khỏi hẳn chưa? Khỏi hẳn. Khỏi hẳn ra. Thế là vẫn còn băng bó đây một chút nè. Mấy hôm nay thì ông với bà thì có bị ai ốm đau gì không? Không. Không nào, ông nhìn ra kia đấy. Ông nhìn ra kia gửi một lời chào tới các bác nào. Ông nói là tôi xin chào các bác. Đấy. Tay này ông, lấy tay này. Tay này. Đấy. Ông ấy nói không phải vẫy tay cũng được, ông nói. Không nói được. Tôi xin chào các bác, đấy ông nói câu đấy. Tôi xin chào các bác. Rồi, đấy, hôm nay thì cháu lại đem một phần quà cho ông với lại cả bà đấy. Vâng. Đấy, rồi bây giờ thì ông đi vào nhà đấy nhỉ ông nhỉ? Vâng. Ôi có vẻ như là túi này của ông là ông chơi cái gì đây? Ui giời. Túi để khóa cửa. Khóa cửa, thế để tiền ở đây, cháu xem. Ôi giời. Cô bác này có vẻ như là ông rất là kỳ tính cô bác. Cái túi của ông thì còn kèm theo là một cái ổ khóa nữa nào để không để cho xem một chút nào. Ừ. Đây là có chìa khóa à ông? Ừ. Có chìa khóa có, à? Có. Thôi ông không phải xem đâu. Đấy, có. Đấy chỉ cháu chỉ xem một chút thôi cô bác này. Đấy. Chơi cả một cái ổ khóa. Ừ. Đấy, ông đi vào nhà đi ông. Vâng. Cái chỗ này thì ông làm gì đây? Ông với bà làm gì đây chỗ này ấy? Làm rửa. Chơi để làm để ngồi đây rửa giặt áo à? Ừ. Đấy, những cái chai nhựa thì ông cũng đi gọi là đi nhặt về và tận dụng lại để mà đựng nước của bác này. Những cái can này thì những cái can này thì có vẻ như là ông dùng rất là nhiều những cái dây thép ly này, những cái dây cao su này. Đấy. Đi vào nhà đi ông. Vâng. Đấy, vào trong nhà của ông thì thật sự ra đến cái mùa nắng này của bác này. Rất là nắng nóng luôn. Đấy, hôm nay thì lại đem một cái phần quà cho ông với lại bà nhá. Vâng. Đấy, phần quà này thì là cá. Cá này thì là... Vâng, cảm ơn vâng. Các... Đây, từ ông. Các con. Vâng. Cá này thì là ông để xuống cái này đi, đừng có để trên bàn thờ nhá ông nhá. Vâng, vâng. Đấy. Còn đây là bánh kẹo ông nhá. Đấy. Đấy, còn cháu để bánh lên trên bàn này cho ông nhá. Vâng. Ôi đây là cá mà ông, cá thì ông để ra bên kia đi. Cái này là bàn thờ của ông mà. Đấy, cháu để đấy cho ông nhá. Vâng. Đấy, mì tôm này thì là có hai lọ thì là ông với bà là để mà pha ăn nhá. Vâng. Cái này thì là chỉ cần là đun ra nước sôi bỏ vào thôi là được rồi ông nhá. Vâng. Rồi. Đấy, cái này thì bỏ xong thì cháu để đây cho ông nhá. Còn cái này là cá hộp ông nhá. Cá hộp này thì là lúc nào mà cho nó nóng lên một chút thì bóc cái này ra ông nhá. Bóc cái này ra nhá. Vâng, cái này thì cháu để đâu nhỉ? Để đây nhá. Đây, để đây cho ông nhá. Còn đây là cái hạt mà ông để mì chính nhá. Để ông để vào canh ông nhá. Còn đây thì là để ông chấm rau củ quả mọi thứ nhá. Đấy. Cái này là cũng là bánh nhá. Ông ấy bà là ăn nhá.
Còn à, cái này là cái xúc xích ông nhá. Yeah. Xúc xích này là để ông với bà là ăn luôn nhá. Yeah. Đây, tờ giấy này thì ông để ra, ra bên kia đi. Đây. Còn là cái này là muối ông nhá. Yeah. Đấy. Muối. Cái này là mì chính ông nhá. Yeah. Đấy. Ông để lên trên này này, đấy mì chính nhá. Yeah. Còn cái này là túi bóng này thì là cháu để đây nhá. Yeah. Cái này thì dọ lọ dầu gió nhá. Yeah. Ông một lọ nhá. Yeah. Bà một lọ nhá. Đấy, ổ va này, ổ va ta đến này, ổ mèo, dầu gió. Còn cái này là xúc xích nhá. Yeah. Xúc xích này thì là cháu sẽ chỉ ông là ăn một lần thôi nhá. Yeah. Đấy, để lần sau ông còn là biết rồi ăn, bóc ra ông nhá. Yeah. Đấy. Đây còn là đây còn là ba cái thì ông cầm đi đây. Còn là đâu? 5 cái đấy, cầm với ông nhá. Yeah. Cầm nhá để cháu bóc cái này cho ông để ông với bà là nhìn thấy để xong lần sau ông với bà là biết bóc luôn. Cái này là lần sau ông cắt đầu trên này ra nhá. Vậy. Là bóp dưới này lên nhá. Vậy. Đấy, bóp dưới này là ông ăn nhá. Đấy, ông thử ăn thử xem có ngon không. Vậy. Đấy. Ông ăn thử xem có ngon không. Ngon. Ngon không? Đấy, cái này thì không cần phải là dùng để xào hay là dùng để nấu gì cả ông nhá. Vậy. Ông để vào trong mì tôm cũng được nhá. Vậy. Đấy. Là lúc nào ông ăn thì ông cắt đầu trên ra nhá. Vậy. Ăn ở bên trong nhá. Vậy. Này, này mệt chứ nhá. Đấy. Cái này thì không hướng dẫn cho ông với lại bà thì sợ rằng là ông bà là không biết ăn của bác ạ. Ngon không ông? Ngon. Ngon à? Ngon. Rồi. Ông ăn ở đấy xong là ông gửi một lời cảm ơn tới là bác Thảo Đố nhá. Bác mà người mà mua dê cho mình này, mua chó cho mình này ông. Vâng. Và... cảm giác như ăn là giống thịt gì ông? Vâng. Cũng... đây, để đây ông. Đây, để đây. Cái này thì ông để vào trong túi của ông ấy. Cái dầu gió này, đấy. Đây còn túi của ông thì còn chơi luôn cả một cái ổ khóa bé bé để mà đi cùng nữa các bác. Chắc là sợ rằng là đồ đạc là rơi đấy. Đấy, để vào trong này ông. Đấy, hai ông bà thì rất là tội của bác ạ. Không có người con nào để mà lo cho cái cuộc sống của ông bà về lúc mà tuổi già. Và kèm theo đó thì ông với bà còn bị một chút là như kiểu là thiểu năng trí tuệ của bác. Không có được minh mẫn như người ta. Đấy, sống trong một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ. Cái ngôi nhà này thì cũng được là bên thôn người ta hỗ trợ cho ông với bà là ở. Cũng như là hàng tháng là đưa cho ông bà là mỗi người là 5 cân gạo của bác. Cho hai ông bà là 5 cân gạo chứ không phải là mỗi người là 5 cân gạo đâu. Cảm giác như ăn như nào ông? Có như... có ngon không? Ngon. Ngon à? Đấy, để ông ăn hết nồi miếng đó của bác. Hãy ngồi xuống không? Đây. Đây ngồi ghế này không? Thế ông với bà thì hôm nay là có đi đâu làm gì không? Không. Không à? Chân dê thì... chân dê rồi à? Chân dê thì bà thì xuống dưới mang gạo về. À... không, cái này không cầm không? Vâng. À. Thế dê của ông thì có bị làm sao không? Cũng, cũng bị. Làm sao à? Thế là vẫn khỏe mạnh đúng không? Mẹ. Vâng. Và... con dê mẹ là sắp đẻ con à? Sắp đẻ. Ồ. Hết tháng đây là tháng sau là... à, đẻ rồi à? Ừ. À, thế là... 15 ngày là 16 ngày là đẻ. À, thế là có vẻ như là trong thời gian tới thì... à, dê của ông là sẽ đẻ thêm là một con nữa các bác. Cũng như là gọi là trong cuộc sống của ông với bà thì lần đầu tiên mà được đón một cái con vật nuôi mà từ lúc mà đẻ. Đấy, phần... tháng 4. Tháng 4 là đẻ à? Ừ. À, đấy là cái... phần quà hôm nay thì cháu đem xuống cho ông với bà ấy, thì là cái phần quà của bác Thảo Đố ông nhá. Vâng. Bác là người mà mua dê cho ông ấy. Vâng. Đấy thì ông gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố ông nhá. Vâng. À. Cảm ơn bác Thảo Đố là... đây, ông là không biết nói rồi. Đã gửi quà cho mình. Vậy có cho ông với bà cảm ơn với bác Thảo Đố
cảm ơn các con. Vâng. Nhiều. Đấy, ông thì còn rất là may là còn biết tiếng phổ thông là một chút của bác ạ. Giao tiếp thì cháu Lực sẽ không có phải là dịch lại nữa cô bác. Đấy, bây giờ thì ở lại chơi với ông với lại bà thêm một chút nữa. Thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên và còn là hai cái phần quà nữa để gửi nốt. Vừa rồi là cháu Lực đi được là phần quà của em Khánh này, em Sử này, em Quân này và chú của Quân. Và thêm là em Cương này, em Hưng này với lại ông nữa là đi được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 7 suất quà rồi. Bây giờ thì còn thêm là 2 suất quà nữa. Còn là suất quà của em Quân thì một tí nữa em mới về thì em sẽ cầm về theo cô bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực cùng với lại em Quân lại tiếp tục là di chuyển sang bên nhà của ông Dùng của các bác ạ. Cầm gậy nhá. Cháu có vẻ như là từ xa rồi thấy rất là nhiều chó rồi, lấy cái này. Anh hết sức cẩn thận nhá, chó ấy. Ui, có vẻ như là đây có cá to hay sao ấy, vừa ra đây cái. Cá, xem chó cho con nhé. Bắt đây bởi ra nói gì. Ở đây thì hình như là có một cái nguồn nước mà nó như kiểu nguồn nước ngầm ấy cô bác. Nhưng mà ông bảo là nước này là uống không được. Tắm cho luôn bây giờ. Xùa xùa. Đấy, di chuyển là đến nhà thôi là nhìn thấy ông ở nhà cả cô bác. Có lẽ là chắc là ông là không có đi đâu sao ấy. Bắt đầu với ta nói gì. Ôi, bố cần đắng thay cái đấy chứ, dê hàng nè. Bố đắng là dê, bố đắng bố bác năm à, hàng nè. Bố bác năm à. Đấy, ông định bảo là đun nước, cháu Lực bảo là thôi không cần là đun nước đâu cô bác. Nóng quá. Đây, phần quà này là của ông Dùng này. Hôm nay lại có... Văn này là nhận đây phần quà, bác ông mà hơi dê. Đấy. Đâu. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với lại ông rồi, bảo là phần quà hôm nay là của bác Thảo Đố, là bác ấy dành tặng cho ông của bác ạ. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đi gửi được là 8 phần quà rồi. Bây giờ phần quà là phần quà thứ 9 này. Còn là thêm là một cái phần quà nữa của hai ông cháu nữa, một tí nữa cháu Lực sẽ di chuyển và đi gửi phần quà đấy sau của bác. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là mở ra cho ông đã. Có những phần quà thì đi vào gia đình như thí dụ như là của em Sử này, em Khánh này thì đã nhận được rồi, cho đã từng nhận rồi là biết cách sử dụng rồi, cho nên là cháu Lực không có bóc ra để mà chỉ dạy nữa. Thí dụ như ông là chưa biết thì cháu Lực sẽ mở ra cô bác nhé. Quà thì có vẻ là kiểu đi xa cô bác, cho nên là cháu Lực buộc rất là chặt. Đây chứ bà xô rồi em. Bà bà đây chín đeo ba tập ô. Đấy. Bà ông là đây là cá, nếu mà lúc nào mà ăn thì ông sẽ dán lên. Còn cái này là bánh. Đây chờ thử ngoài rèo. Rèo tốt được than nữa. Đấy rèo tốt được than em ạ. Đấy tốt được than là tay lao chứ. Nói với ông bà là để lên trên bàn thờ. Kèm theo đó thì là có thêm 2 hộp mì tôm nữa. Hộp mì tôm này bà rơi rè chín nệ rè bọc nắng ó hổ bọc đi là ó va 5 lỗ đi thôi đây à. Một cân tuân bạc đây chơi ó rè ó này à. Cái này lùm mì chín rồi cho rè cái này à. Cái này đây lùm mì chín rồi rè ó. Đấy. Này chơi cửa, này chơi mì chín ó. Đấy.
nay cho lon mà đây sẽ gì à chín nay giờ ba tố đi à ăn mộ thùng hơi đặt khẩn thà lấy ba bọc nắng nữa ở giờ ở bọc này ở bọc này piang ở đây ở nay mà đây giờ ba trăm trăm cái tháng chín nó này ở còn nay giờ dầu à dầu gió ở giờ ở dầu gió nay cho lúc mà xúc xích và bọc gì đó đây đây, ở đây là những cái phần quà mà bác Thảo Đố bác ấy gửi tặng cho ông của bác ạ. Đúng rồi, bộ chín đâu chứ, ông ta chứ kìa. Ông ta chứ. Ông ta chứ bộ chín đó. Người dê hát khảo nông cảm ơn bóng cắm rồi dê ạ. Dê hai hát rồi mà nè. Dê hát rồi, dê ngán đấy hả. Hạ bố dê cần hai dê hát luôn chứ, bố cần cắm đâu. Hát hát luôn chứ. Ừ, cảm ơn con lúc nào nấu cảm ơn nhau má hết. Đấy, vừa rồi thì ông gửi một cái lời chúc và lời cảm ơn ngắn gọn tới bác Thảo Đố cô bác ạ. Và một lần nữa thì cho cháu Lực xin được thay mặt là ông gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố và thứ hai là tất cả các bác anh chị Mạnh Thường Quân luôn đồng hành cùng cháu Lực trong cái thời gian vừa qua. Đấy, bây giờ thì sẽ ở lại và chơi với ông thêm một chút nữa. Vừa rồi thì cũng đã gửi những phần quà tới cho ông rồi và chỉ ông là cách dùng mọi cái rồi cô bác. Ở lại chơi vòng một lúc nữa thì cháu Lực lại tiếp tục là di chuyển lên trên nhà của hai ông cháu nữa để mà gửi tặng nốt cái phần quà. Hôm nay thì cháu Lực sẽ di chuyển là nguyên một ngày luôn để mà gửi những phần quà của bác Thảo Đố tới cho những tới cho hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ của bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Thưa cô bác, hiện tại thì khá là tối rồi cô bác ạ. Cháu Lực vẫn muốn là hôm nay để mà gửi hết những cái phần quà của bác Thảo Đố dành tặng tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực đã gửi được 8-9 cái phần quà rồi, gửi đến tận nhà và đến tận nơi luôn. Đáng nghe ra là hôm nay cháu Lực đến từ độ là 3-4 giờ chiều rồi. Đấy, nhưng mà do là cái quãng đường mà lúc mà cháu Lực di chuyển ấy thì là gặp một cô chú bị tai nạn xe máy đấy cô bác. Thì cháu Lực lại phải dừng lại để mà đi vào bệnh viện. Đấy, thì bây giờ thì hiện tại đang tầm 6 giờ 30 cô bác ạ. Trời thì có vẻ như khá là tối nhanh. Thì mới để mà kịp là đưa cái phần quà hết cho trong là một ngày luôn cô bác. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi hết video các bác nhá. Khi mà cháu Lực được các bác nói chung và bác Thảo Đố nói riêng tin tưởng cháu Lực thì mong thì làm sao mà cháu Lực gửi được những cái phần quà trong một ngày luôn cô bác ạ. Đường thì có vẻ như là khá là trơn thôi cô bác ạ. Dưới kia thì không biết là có hai cái bóng đèn lên thì không biết là liệu rằng có phải hai ông cháu đi đâu không. Nhà của ông thì phải xuống một đoạn thì mới đến nơi được. Trong thời gian qua cháu Lực xuống chia sẻ thì cái quãng đường đi thì chắc là các bác cũng biết được rằng là đi xuống nhà của hai ông cháu là đi vào đường nào. Chỗ này là phải cẩn thận em cameraman nhé. Tại vì là ông bảo là xung quanh nhà của ông thì có một con rắn hổ mang rất là to đó các bác. Dưới này có hai cái bóng đèn thì không biết là ôi sao nhìn giống Quyết với lại Mạnh thế nhở. Không biết là hai đứa này đi đâu đây. Quyết à? Mạnh à? Ra đây xem nào, ra đây xem nào. Ra đây xem nào, ra đây. Ra đây, ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Đi đâu đấy Mạnh hả? Đi đâu đấy Quyết, ra đây xem nào. Ra đây xem nào, đi đâu? Quyết đi đâu, Mạnh đi đâu? Hả? Nào, khoanh tay chào con các bà đã. Đấy. Con chào con ông các bà. Rồi, nào Quyết ra đây chào con các bà nào. Đấy. Khoanh tay. Con chào con ông các bà. Con chào các ông các bà. Thế là hai anh em là đi đâu đây? Đi bắt con gì đây? Đi bắt con gì đây? Con này con gì? Hả? Có phải con ếch không? Phải. Phải à? Thế sao không ở nhà đi đêm đi bắt ếch làm gì?
đấy, cầm theo là mỗi người là một cái đèn pin này cô bác này, đi bắt anh này. Đấy, bây giờ thì cùng Mạnh đi về nhà nhá. Nha, đi cùng Mạnh đi về nhà đi. Bị rơi mất cái lọc gió này rồi, tí quay lại tìm sau. Nào đợi từ từ, đợi chú đã. Đấy. Quyết với Mạnh là đêm này đi cầm cái đèn pin đi soi ếch, đi bắt ếch ấy cô bác. Không biết là bắt ếch để làm gì. Quyết với lại Mạnh thì cho chú hỏi bắt ếch để làm gì. Hả? Bắt để làm gì? Bắt để ăn á. Đi đi đi, đi về nhà đi. Cứ bảo là bắt để ăn đấy cô bác. Vậy cẩn thận nha Châu nha. Ông ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi à? Thế là Quyết với Mạnh là vừa rồi là thấy bảo là đi bắt ếch hả ông? Đấy, cầm theo một cái túi này, trong này có hai con ếch này. Đấy, đấy ông chào các ông các bà một câu đi. Chào các ông các bà nhá, chào các bác nhá. Rồi, đấy ông đi đi vào nhà đi, cháu có một phần quà là gửi tới cho. Đi đi rửa chân đi. Rửa chân đi. Đấy, đi rửa chân đi. Đi bị giáo cái thẻ nào. Thế là tối nào là Quyết với lại Mạnh là cũng đi tìm hả ông? Vâng. Rồi hai đứa là cầm cái đèn pin này có bác này, đi xuống kia soi cho hai đứa này rửa chân đó. Đấy, rửa chân đi, rửa cho sạch đi xong về nhà. Mới có 5 tuổi thôi mà đám giáo nhà cầm một cái đèn pin nhỏ nhỏ để mà đi vào trong ruộng để mà soi ếch rồi. Có vẻ như là học theo người lớn của bác ạ. Hay là cái bản năng sinh tồn của hai anh em. Đấy, đi vào nhà đi. Dép một Quyết đâu? Hả? Dép một Quyết đâu? Là gì? Rồi đi. Đi, Mạnh đi về. Ôi rồi, đi bắt ếch này, đêm muộn rồi. Bây giờ thì cũng không phải là muộn mấy đâu các bác ạ, vẫn còn độ tầm là 6 giờ thôi. Nào, đi đi vào nhà đi. Đi. Đấy, đi. Đi vào nhà. Ông bỏ hết bạt ra rồi à? Vâng. Nó bây giờ cũng đến cái mùa hè rồi cho nên là bỏ ra được rồi. Hay hôm nay thì xuống nhà ông khá là muộn rồi. Nào, Mạnh ngồi ra đây. Ngồi ra đây. Đấy. Thế là đi bắt là được bao nhiêu con? Hai con. Được hai con thôi à? Đi từ mấy giờ? Có biết không? Đi từ mấy giờ rồi ông? Đi từ 5 dưới rồi. Ồ, thế là đi từ 5 dưới thì hiện tại là cũng khá là muộn rồi cô bác. Bây giờ thì là gần... bây giờ thì hiện tại là gần đúng 7 giờ rồi. Đấy, đi thì cũng không đi xa đâu, chỉ là đi quanh quanh ở đây thôi cô bác này, thì không có sợ chuyện gì cả. Đấy, hôm nay thì xuống nhà ông thì khá là muộn rồi, thì cháu có một phần quà là của bác Thảo Đố là gửi tới cho hai ông cháu. Nào, Mạnh hộ chú cầm cái này. Cầm nhá. Cái này là cá ông nhá. Cá cho ông với lại Mạnh nhá. Còn đây là thêm là hai gói bánh ông nhá. Đấy, tôi gửi cho ông. Đây là hai hộp mì tôm ông nhá, để là ông với Mạnh nhá. Còn cái này thì là cho Quyết mở gói nhá. Ông nhá, đây, Quyết, đây, cho mở gói này. Đấy, còn cái này là để mà ông ấy hâm lên là ăn nhá. Cái này thì chắc là ông có tự ăn rồi nhỉ? Chưa được ăn đâu. Chưa được ăn à, đấy, đưa xuống cái mic này. Rồi. Cái này là cái xúc xích nhá ông nhá. Buổi sáng Mạnh đi học thì là cho Mạnh là hai cái đi học nhá. Cái này là ông bóc như kiểu là mình bóc uống nước ấy, bỏ vỏ nó ra nhá. Đấy. Đây là không phải nước, trong đây có cá Mạnh nhá. Con này con gì? Con gì? Con cá. Con cá à? Cái này là nước tương nhá. Cái này thì không phải xào đâu ông ạ, cái này ông bỏ vào cho nó nóng thôi. Đấy, bỏ vào cả lon cho nó nóng. Còn đây là mình chín muối ông nhá. Đấy, chín muối. Còn đây là hai cái giỏ dầu và gió để cho ông nhé.
Mạnh có biết xúc xích không? Biết rồi à? Tìm ăn mái à? Thế là cái này là để Mạnh đi học nhá. Đấy. Có thích không? Thích xúc xích không? Thích à? Thế thích thì bây giờ khoanh tay cảm ơn bà nhá. Nào đứng lên nào. Đứng lên. Đấy. Khoanh tay. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Đã gửi quà tới cho con. Đã gửi quà tới cho con. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, đấy. Mai mới được ăn nhá. Mì tôm mai mới được ăn nhá. Nha. Đấy, ông gửi cho con gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố ông nhé. Vâng. Đấy, ông nhìn ra đây. Tôi chào các bác Thảo Đố. Mới ra đây cò nhiều. Cho về tôi cũng mừng lắm rồi, thế lắm. Tôi xin cảm ơn các bác, các chị nhá. Tôi xin được quà nhiều lắm, tôi cũng mừng lắm, vui lắm rồi. Tôi xin chào nhá. Còn cái này thì là chia cho Quyết không? Chia cho anh Quyết không? Chia cho anh Quyết à? Thế chia cho anh Quyết là hai con nhá. Nhá. Đấy, xin phép là bác Thảo Đố là chia quà này ra cho Quyết là hai con nữa. Này Quyết này, chú cho này. Đấy, chú cháu xin. Rồi. Đi bây giờ không đi bắt ếch nữa nhá. Bây giờ là đi ngủ nhá, mai đi học nhá. Đấy. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là muộn rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực còn phải là di chuyển là đi về nhà nữa. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Thảo Đố rất là nhiều. Cảm ơn bác đã gửi những cái phần quà tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Không chỉ bác không chỉ gửi những cái phần quà cho tới những hoàn cảnh đâu. Cả gửi cả cho cháu Lực nữa, cả gia đình của cháu Lực nữa. Và cả cho em cameraman của cháu Lực là một phần quà nữa. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, và bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở thứ 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Anh Mạnh bây giờ gửi một lời chào tới các ông bà nhá. Nào đứng lên nào. Con chào một lời các ông bà. Nói lại nói to thật. Con chào một bà. Chú dạy một lần nữa nhá. Này không được để đây. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Cô chú. Cô chú. Rồi bye bye đi. Bye bye. Bye bye nhìn ra kia rồi. Đấy, ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác ở trên kênh ông nhá. Vâng. Tôi xin chào cả các bác trên trang tôi được nhận quà. Các em, các chị đã cho tôi rất thích lắm rồi. Tôi mừng lắm. Tôi xin chào các chị. Đây, nào Quyết. Bye bye các ông bà nào Quyết. Bye bye. Bye bye. Nhìn ra kia. Bye bye. Rồi.